vàng luôn và bên 3 size S, M và L. Trời ơi, marine nha chị em. Từ đó giờ hình như là em chưa có mang marine. Nói chung là thôi, trong cái line này rất là nhiều đồ đẹp luôn nha chị em ơi. Nói chung là cái line này là dành riêng cho những mã mà mấy chị em hơi bị săn đón luôn. Là cả marine luôn, là từ đó giờ là marine. Mấy chị thấy là em đang có màu trắng, là màu đen, là màu đỏ nè, nhưng mà chưa mang màu nâu luôn nha. Nhưng mà cái màu nâu đặc biệt là cái màu gọi là bestseller, màu quốc dân của tất cả các mẫu luôn. Nhưng mà đó giờ chưa may nu, không biết tại sao nữa. Nhưng mà đợt này em có may nu chị em mình nè. Tại vì sao không? Hôm bữa là em có mặc mẫu, em để lại cái mẫu màu nu em bận. Xong khách qua, khách thấy khách khen sao không mang màu này. Ok, khách nói là em lên luôn cho khách coi luôn ha. Đây, coi giùm em nè. Màu nu. Để dở nha. Thấy ghê quá à. Nè xong, nè đứng nè chụp nè. Trời ơi, đẹp. Okay. Sao kêu đứng chụp chứ làm gì? À, em xem nu canh mặt ok tình yêu con nu nè. Lấy thử em thử cho, lấy thử em thử cho tình yêu coi cho. Đây, con nu là cái con ren đó chị em ơi, con ren con daisy nhà em đó. Con này hôm nay cũng có 3 size S, M và L cho chị em mình luôn rồi nè. Đấy. Con này thì là 395, còn con em đang mượn là 380 cho chị em mình ha. Rồi em sẽ like qua chị em mình nha. Rồi con này em đang mượn sẽ có tổng cộng là 3 size S, M và L cho chị em mình. Và em đang mượn sẽ là màu nu ha chị em ơi. Màu này là màu vàng và màu này sẽ là màu xanh biên cho em ha. Em đang đúng 3 màu cho chị em mình và 3 size S, M, L. Em sẽ tư vấn như thế này nhá. S sẽ là L6, tin nu còn như tình yêu ơi. S sẽ là L63, M sẽ là L68 và L sẽ là L72. Với lụa kim cương, hồng vỏ đổ thì tình yêu đợi em tầm một tuần nữa đi nhá. Một tuần qua nữa tuần đi. Sau là tầm có hàng á. Qua tuần sau thì em có, trời, đầm lụa kim cương nó hot xỉu luôn ấy. Và mà không có giải hả? Hết giải luôn. Cái màu xanh á là em đã mua được cái giải đợt này là đợt cuối. Mà nó nói là qua tháng sau nó mới về giải, mà em nói thiệt hên xui lắm. Tại vì vải đó phải nhập mới chế, phải săn. Không phải là ở đây lúc nào cũng có đâu, nên là những cái cây vải mà độc lạ đẹp gì đó mới chế nên có nha. Em mà like mới chế lấy đi. Rồi con này là 380.000 cho em nha. Em tư vấn lại nè, S sẽ là L63, M sẽ là L68 và L sẽ là L72 cho em con này ha. Rồi, cái tên em chốt thì em con này là màu min ha. Trời ơi, để em uống cho mấy bà coi nha. Chị em màu khi min. Mà mua hàng trên đây, chị em chia sẻ chụp màn hình lại gửi vô cho em. Thì chị không, em sẽ được. Mà đã chia sẻ cũng được. Cảm ơn chị em đã chia sẻ là chị em sẽ được receive nha. Tên đâu đâu bỏ như thế đó. Rồi, đợi em xíu em coi coi trên này còn không. Còn nha, đặt trên này luôn. Đặt trên đây cho em luôn. Cứ đặt trên đây. Chỉ cần chia sẻ cho em thôi. Cái tình yêu bây giờ chỉ còn chia sẻ bất cứ nơi nào cũng được. Tại vì sao? Tại vì em muốn mua cho mấy chế mua trên này. Để em chia sẻ cho mấy chế chia sẻ rồi em free ship cho mấy chế ha. Mua cái này màu vàng rồi đẹp lắm. Mẫu này là cái mẫu dành riêng cho màu vàng luôn. Em không biết tại sao nha. Còn màu vàng thì khách hot. Riêng cái mẫu này nó hot màu vàng cực kỳ nha. Cái mẫu mấy các mẫu khác chưa ra màu vàng chưa chắc hot, chứ mẫu này ra màu vàng bảo đảm hot. Biết tại sao? Rồi ok, 3 màu cho em 380.000, hai qua mẫu tiếp tục cho chị em mình, qua con ren nha, qua con ren nha. 380.000 với 3 size S, M, L, S, L63, M, L68 và L, L72 cho em. Cả nhà nhớ nha, khi mua hàng bên em trên livestream, cả nhà chỉ cần chia sẻ chụp màn hình lại gửi cho em hoặc là báo cho em đã chia sẻ rồi thì chị em sẽ được receive luôn. Nhớ receive nha. Ê mà cái này chị áp dụng trên live thôi nha. Sau like kết thúc like là mấy cái chia sẻ vẫn không được áp dụng ha. Ồ, áp dụng ở đâu quá. Dạ. Nhưng mà mấy chị phải chốt ở trên này nữa nha, chứ chốt lên inbox vẫn không được áp dụng ha. Ra mẫu chưa cần like chị. Dạ em cảm ơn chị thủy thủ đổ. Sao mấy chị không chốt qua bên này đi, tại vì em trên em tụi em vẫn like bên này cho chị em mình đó và vẫn được free ship luôn. Tại sao mình không mua trên này luôn đúng không? Mã gì vậy? Rồi con này cái tình yêu chỉ còn chốt cho em là mã cấp tiền 380.000, 3 size, 3 màu cho em. Và chia này sẻ cho em một lần thôi cũng được, em cũng sẽ receive cho chị. Nói em chung là chia sẻ đó là một cái vui vẻ thôi. Rồi, ok con này cho em ha, màu này sẽ là màu min nè. Màu em đang bận sẽ là màu nung cho chị em mình. Còn màu này là màu vàng nha, qua mã nha chị em ha. Qua mã canh mặt cho chị em mình luôn. Qua mã con canh ren nha, em có con canh ren nha. Em bây giờ em sẽ thử hồi nãy con canh nó bận màu nu rồi, bây giờ em bận màu đen đi. Hả? Đen cũng chưa lấy ép.
cho em thử comment bé cho chị em. Chị em muốn thử con canh thì sao? Chị em muốn thử con canh không? Hoặc là bé Trinh nó sẽ thử thêm cho mấy chị coi cái mẫu. Cái mẫu của em mới về, cũng mới có hàng luôn chị. Mới có hàng em đang mừng xanh rõ chị em ơi. Rồi cúp kem nè, cho ok chị yêu nha. Nhớ chia sẻ tới hiệu recipe tip nha chị. Nội mà thợ em vô bao thôi nè. Đấy, phải như thế này. Quy định là vô bao phải đẹp như thế này, không được vô bao nhăn nha. Đấy. Rồi ok, bây giờ em sẽ thử thành con đèn. Mới mua từ bao nha mà đẹp ghê. Mấy chị có lớp gấp thôi mới chết. Rồi hàng rất là đẹp nha. Đây, cái mẫu em đang bận nha, có 3 size L luôn. Hầu như sau này em may thêm size L cho chị em rất là nhiều. Nhiều mẫu nhưng mà số lượng ít á. Nhiều mẫu nhưng mà số lượng ít, tại vì size L em cũng nghĩ là nói chung mà không phải khách nào cũng sẽ mặc được. Nên là bao nhiêu vậy, mẫu nào vậy chị ơi? Cúp kem cho chị tỉnh hồ, ok chị yêu luôn. Cái cúp kem này có muốn được, có thích được luôn nha. Em nói là cái con Marvin một kem này của em nó đẹp lắm. Đúng rồi, còn tiền này của em nha chị em đó ơi. Đó là lý do tại sao em may kem nó mới chết. Cái màu vàng này là Marvin nha em, là chuẩn luôn á. Chị em rất thích màu vàng. Cúp kem là màu mới nha, lần đầu tiên. Mẫu cũ nhưng mà là màu mới. Rồi. Bán là vừa lắm rồi, mà lần đầu tiên may á. Đang cho khách coi nha. Rồi em để ở đây nha chị em, mình cứ đặt, có đặt thì đặt ha. Con này là 380 và con kem là 395 cho em nha chị em ơi. Rồi cúp kem là 380 nha, rồi em qua mã cho chị em nha. Rồi coi chị Tuyền đang ngưng bun này, bun hạ tăng lên xuống bên này. Ok ok. Rồi ok, coi em đang luôn này, rồi xong mới chế về mới chế đen nha. Nè cái này dễ đen lắm chị em, nó có khuy hết rồi. Chị em chỉ cần xỏ khuy rồi đen giúp em thôi ha. Mẫu cúp không, đợt này em không có may mẫu cúp màu đen mấy chị, em chỉ may màu vàng. Ba màu thôi mấy chị. Màu kem và màu min, ba màu hot nhất của nhà em. Hai màu hot nhất là màu min và màu vàng. Nhưng mà đợt này màu mới là màu kem nha. À, chuẩn bị hot luôn. Chuẩn bị hot luôn mấy bà. Đây. À, con này có size L luôn nha chị Tuyền, mượn L đẹp lắm mấy chế. Con này nó đặc biệt là không lộ bụng luôn mấy bà. Em không biết tại sao nữa mấy chế, chắc là do cái phần ở dưới này nè. Em làm không có quá ôm, phần được kẻ. Vâng, em làm không có quá ôm nên thành ra nó không có bị lộ bụng của mấy chị nhiều đâu. Cho dù có bụng màu kem vẫn không lộ bụng luôn. Đang không? Dạ. Rồi. Được bao nhiêu xiết bấy nhiêu nha. Xiết còn nữa, ý là nói là xiết còn nữa cho chị khách coi đó. Đó, quá xinh, quá xịn, quá sò. Nó đẹp lắm, nó đẹp lắm. Em nói em bụng mà em cảm thấy. Đây nè, coi giùm em đi mấy bà ơi. Trời ơi, con đen xuất sắc gì trời. Thế là em chưa ủi nha ha. Nãy em lấy từ bao mới chế cũng thấy là em chưa ủi. Phôm đỉnh chưa trời. Con này cho em, tư vấn nè. Fit độ eo 65 cho em luôn. Em đang bận size S, eo 60 vẫn rất là đẹp luôn. Coi giùm em form eo nè. Đây, vẫn rất là đẹp. Em đang bận S nha. Còn M sẽ fit được eo 70 và CL sẽ fit được eo 75 cho em. Con này nha, 3 size S, M và L, 2 màu nu và đen. Em đang bận chia sẻ chung chết. Chia sẻ để được free ship với bà ơi. Thay vì mới chế qua những cái sàn khác để được free ship, thay vì đặt trên này đi. Trời ơi, chốt đơn 1 phút 30 giây và đi đơn trong ngày liền luôn á. Không có cần phải kiểm soát qua bên TikTok hay qua bên đâu á, nó bị qua trung gian chứ ạ. Đặt trên này trực tiếp luôn, không bị qua trung gian giùm em nha. Chỉ còn chia sẻ là sẽ được free ship ha. Rồi ok, hai màu cho em Trinh nha chị em mình ơi. Rồi màu này các tình yêu chốt giùm em là màu nu, giá là 395.000, 3 size S, M và L cho em luôn ha. Rồi, cưng chưa? Em cho coi cận cái phần cúp nha. Em xoay sau chị xem rồi để em cho coi xoay luôn. Cận cái cúp này. Đẹp quá. Và hay đẹp quá ha. Này sẽ không có bút và đẹp không chưa? Rộng. Đặc biệt không mút và không gọng nhưng mà vẫn rất là gom ngực và ôm ngực. Trời, đây chị Nhã đang nói như thế này. Thấy cái ngực nó nhỏ, ngực em cũng to, có bị thiếu không? Trời, không, đã giờ chị Tuyền vô bận cho mấy bà coi chứ mới đẻ luôn nè. Gái một con mới đẻ luôn là bận hơi bị đẹp luôn. Chị em có muốn tiền thử form này M hoặc L cho chị em coi không? Chị em nào size L, M ra mà ngực to tiền thử cho coi ha. Tiền thử, chị Tuyền thử đi. Tiền thử con này coi. Chị em mình coi đi. Tại vì á, con này ngực nhỏ hay ngực to vẫn rất là vẫn đẹp. Rất là gom ngực nha chị em nha. Cơ bản là hàng chị em. Cái này là chỉ là cái form mẫu thôi. Tiền thử đi, rồi vô thử đi. Okay, em nói để đó biết là tại sao không? Tại vì cơ bản là hàng này là hàng chị em sản xuất, là đã trước khi ra hàng hàng loạt và đã duyệt trước rồi, là chị em thử nè, chị Tuyền cũng thử form trước rồi nên là các bạn yên tâm nha. Hàng nhà em là đã qua bao lần kiểm duyệt rồi mới chứ. Rồi em dơ, muốn xem phần ngực tiền dơ đây nha, tiền dơ ngực nè, tay em mờ cho mờ, ha. Nè đó, tiền sẽ lô bận mờ cho chị em coi, rồi chị em thích size L nữa thì báo tiền thử L luôn. Thiệt luôn á, con này ai bán với giá là 395 ngàn á mấy chế ơi.
chưa tới 400 ngàn một cái chiếc đầm lụa. Và con này phân dài lắm nha. Con này cái tình yêu nó như là một phân dạ hội luôn. Chị em mình có thể bận cao 1m7, bận vẫn dài luôn cho em nha. Em đang cao 1m53 nhưng mà có đang mang guốc tầm 10 phân thì nó sẽ tầm 1m63. Chị em mình là bận phân như thế này cho em luôn nè. Em Trinh là đang bận size S cho chị em mình ha. Em biết sao không? Nó không có rộng, đang rất là dễ bận. Vâng, con này nó cũng không có rộng luôn cho em nha. Nhưng em có làm như thế này mới chế thấy không? Em có chạy vải rộng như thế này nè. Nó không phải là rộng nhưng mà nó em giống như là giả rộng cho chị em mình. Nó gom ngược lại được cho em luôn nha. Đợi xíu chị Tuyền thử cho nó chế coi. Do nó giả rộng đó. Mấy em mặc đẹp quá. Em cảm ơn chị Thu Thảo, chị Thảo nha. Mấy chế cứ mua đầm lụa đi, bận lên tự nhiên cảm giác người mình nó sang hơn hẳn luôn. Thiệt cô á, nhất là bận đầm lụa phơm dài nha. Hàng nhà em nha, em không thích may mà lỡ cỡ gì đâu nha. Hàng nhà em không thích may là cỡ 1 á, là phải dài phủ ngang gấp chân như thế này luôn, hay là phủ chân luôn rồi ok. Đây mình size M nha chị em. Đang rồi em đang lưng cho chị em mình coi nha. Em đang lẹ lắm, biết sợi điện nó đang đâu dễ sợ luôn. Đây, con này qua bên này. Cái khuy em làm nhỏ lắm với chị em mình, nên là mấy chế thôi cứ yên tâm nha. Dễ đang cực kỳ, không khó đang cho em nha. Tự đang một nhỏ mình cũng được. Đây, tự đang một mình cũng được nha. Rồi ok. Xích cỡ này đủ chưa? Đủ. Vừa chưa? Đủ. Xích xíu là cũng được. Rồi ok chưa? Xích quá rồi. Nhảy ra ok. Rồi ok. Rồi coi giùm em nè. Đây em sẽ cột lại. Rồi. Cái này rồi. Nếu mà tiền quay cái ngực cho coi trước từ từ nếu, nha. Nếu mà đúng cái này là ngực của tiền chưa có kéo gom, cái ngực chưa có kéo, chưa có kéo nha chị. Đây. Đó. Kéo giờ luôn. Em sẽ kéo cái ngực vô nè. Chỉ cần lấy tay á. Chị Thủy Thủ Độ lấy một đen ép dạ ok chị yêu. Nhưng mà em tư vấn lại sai một lần nữa đó, nha. Chưa? Gom ngực cực kỳ. Em bận lại lần nữa cho chị em coi nha. Chị Tuyền là ngực là chị Tuyền là ngực mới sanh em bé luôn nên là thành ra mấy chị cứ yên tâm nha. Ngực chị Tuyền là bao nhiêu nhỉ? 89 à? Chắc 89-90 vậy. Tại vì cái mẫu này nó dễ fit ngực nha. Cái mẫu này dễ fit ngực, có ngực bao nhiêu cũng fit được đó. Chị Tuyền là eo 68. Vâng, để nói với em chị. Chị Tuyền là eo 68, em là eo 60. Đây từ từ để đây nè. Đó, Tuyền đang bận nè, Tuyền đang kéo cao ngực vậy nè. Mấy chị em thấy không? Không ở được. Dưới đây ha. Rồi em kéo lại lần nữa cho chị em mình coi. Chị em phải kéo đẩy nó vào nha chị em. Kéo đẩy nó vào. Rất là gom ngực ha chị em. Nhìn thôi là đã thấy gom ngực rồi. Kìa đây, đã nói là sợ vô chân ngực coi giùm em nè. Em bận đi, em bận rất là rõ luôn cho mấy chế coi luôn nè. Thấy. Đấy. Để đo vòng ngực cho mấy bà coi luôn. Rồi em đang bận là size S nha. Con này size S sẽ là eo 65 đủ lại cho em nha. Fit được eo 65. Em mới lại fit được eo tổng thôi. Cái này và chỉ là giả ngực thôi nên là chị em hai lấy màu đen hay hai lấy màu nâu, em có hai màu á. Ê con này hai bụng đẹp nha. Lấy L hai. Hai lấy đen đi. Hai lấy đen đi. 395.000 nha chị em ơi. Cho em xem màu xám phía sau đi chị. Nó là màu nâu cái tình yêu ơi, không phải xám. Bao nhiêu chị em? 90 đúng không? Chính này là 9890 ha. Và em bị thiếu một mức số 0 thì nó sẽ rơi vào 90 á chị em. Đó, xuất sắc okay. Chưa? Rồi màu này là màu nâu cho em ha. Màu nâu. Rồi em tư vấn lại một lần nữa, con này cho em là 395 thôi, để em qua mẫu đi mới chế còn nhiều mã lắm. Em muốn lên cho hết mẫu tại vì trong cái line này rất là nhiều đồ đẹp luôn. Rồi con này cho em là 395.000, tên liệu chốt giùm em là size cộng màu cho em ha. Comment cho em là 395 để em biết mã nào cho chị em mình. Rồi con mã này là 380 cho em. Nếu mà chị em có muốn em thử lại thì comment cho em ha. Con này là màu vàng nè. 380 cho em nha. Có sẵn cúc cho em, có sẵn mút cho em luôn ha. Màu nu, màu xanh. Và cái điều đặc biệt cho em để ý á, tiền nó mới xanh. Mà tiền không lộ bụng luôn. Tiền lên mẫu chị cầm đi ạ. Hiểu tại sao con này tiền bụng không lộ bụng. Em qua mẫu cái đã. Mẫu chinh cầm hơn marine hơn lên lại. Lát lên lại, lát qua. Lát em lên quay lại cho tại vì em lên đầu like rồi. Em còn rất là nhiều mẫu á, em còn. Em đang bận xem nữa nè mấy bạn. Cái này có L cho em là thích tiền bằng L thì lên. Lát hồi thử vàng phải không? Ok, thử vàng nha. Lát hồi thử vàng lại cho chị em coi nha. Lên mẫu cầm đi đúng không? Ok xíu nha. Đợi xíu lên VN, tới chung like này nhiều đồ đẹp lắm mấy bạn, đợi em xíu đi. Mới giờ ok xíu em thử lại cho. Cúp kè màu vàng dạ ok. Rồi ok size M luôn. Các tình yêu nhớ chia sẻ đã được free ship nha. Mấy chế đã có đơn đã chia sẻ để hãy chia sẻ đã được free ship nha. Rồi ok con này cho em là VE nè. Trời ơi con này đẹp quá mấy bà ơi. Con này thì em không có may L. Con này chỉ có 2 size S M cho chị em mình thôi. Đây coi giùm em nha. Con này thì cũng có sẵn mút cho chị em mình luôn nè. Con này vòng 1 nó bụng có khá là nhìn tôn dáng luôn đó chị em.
Rồi sau lưng như thế này chị em nha, nó sẽ là lưng V như thế này nè. Lưng V có tăng đơ luôn nha. Lưng V có tăng đơ luôn, cái vòng nhìn rất là xuất sắc luôn á. Rồi, cúp kèm màu vàng, cúp kèm màu vàng. Size M rồi, ok đào lê nè. Ok, là chốt con vàng ha. Các tài liệu chốt đơn á thì nhớ chia sẻ được free ship nha. Trời đẹp quá. Chị em nhớ chia sẻ chụp màn hình lại cho em để được receipt. Rồi, con em đang bận sẽ có tổng cộng là 2 màu cho chị em mình nha. Giá em đang bận sẽ là 370.000. Các tình yêu chốt giùm em là mẫu này là cổ tim nha. VE đó, mẫu này là VE của em đó chị em mình ơi. VE đây. Màu đỏ và màu đen ha, trời ơi nó xuất sắc ghê luôn mấy bạn. Màu đen luôn nó sang, đen mãi đỉnh. Rồi, con này chị em chốt giùm em là VE màu đỏ. Và xong đây tôi nhau mấy bạn. Đỏ và màu đen cho em ha. Con này với giá là 370.000 nha chị em. 370. Rồi qua mã tiếp tục nha. Cái line này chị thử, em thử màu gì cho chị em coi ha. Rồi em thử lại cái con vàng cho chị em coi một lần nữa nha. Con vàng, con vàng lấy từ bao, mở lấy từ bao. Lấy từ bao thôi, gặp nó đi. Lột nó cũng lẻ mà. Con này em có size L luôn nha chị em ơi. Ba mẫu size em, em vừa may size L cho chị em luôn. Chị em có thích coi L thì báo em thử cho coi nha. Bên em SL 63 M, L 68 và L 72 nha chị em nha. Xong 8 ngực 93 thì lấy em L đi. Ngực 93 bắt buộc lấy L nha chị em. Tại vì còn tùy thuộc vào vòng ngực của mình nữa nha. Ngực 93 lấy L, không có lấy được M đâu chị. 93 lấy L, mẫu thì tụi đang bận là hơi đẹp luôn nha. Ngực 93 lấy mẫu thì bận đi. Nhưng sợ đẹp mẫu này cũng chật ngực luôn. Đẹp chưa? Con này không có L đó chứ. À coi đi, con này đợt em có mấy L luôn. Tại vì con này nó quá đẹp. Nó quá đẹp luôn. Coi giùm em nè, mực lên là khô là đã thấy cái ngực của nó phơm. Đây, nè khui một con L cho chị em mình coi luôn. Con này xuyên thật nha, chị em nào là vòng một nhỏ lấy liền cho em đi. 85 vẫn lấy luôn, size L cho em đi. L, à, size M chứ. Size M chứ, tại vì eo 68 hả? Lấy M nha chị. Rồi cúp vàng M cho chị. Đẹp quá à. Trang Thùy. Em bị một cái bên dưới lấy liền, con này là best seller mà gỡ bận cái lợn. Mà công nhận thật sự là cái màu vàng của nó đẹp quá đi ta. Cái mẫu này lên màu vàng thật sự là nhìn nó đúng của nó. Em đã nói là cái mẫu này là em lúc nào cũng phải là vàng. Rồi chị Hoa Hồng lấy M nhé, là chị Hoa Hồng lấy mẫu nào vậy chị yêu ơi? Chắc comment không? Cúp kèm màu cho em. Comment lại giùm em đi, nếu mà chị yêu lấy cái mẫu ren chị tuyển bận thì comment giùm em là ren 395. Còn cái mẫu em đang cúp bận nè, bây giờ comment giùm em là cúp ngực, cúp tim. Giá là 380 cho em nha. Hai mẫu này đều có 3 size SML luôn á. Vàng nhé, dạ ok chị Hoa Hồng, em cảm ơn chị yêu nha. Rồi con này là 380, nhớ chia sẻ được free ship cho chị em mình ơi. Rồi con này sẽ có tổng cộng là 3 màu cho chị em mình là màu nu. Màu này màu nu nha, màu nu thiệt sự luôn. Sao mà nó đẹp quá, từ đó giờ không may vậy ta. Đẹp lắm nè. Tăng đơ dựng cái Marine mãi đỉnh mấy chế ơi. Con Marine mãi đỉnh chị Tuyền đang bận trồng hai đầm nha. Mà size L nha, tôi đang bận L nha chị em. Kèo, kèo bà đẹp lắm chứ ơi, thiệt sự luôn. Mới đẻ luôn á. Vàng đang mặc mã gì? Dạ rồi, ok em qua mẫu nè. Con này mới chế chốt cho em là mã cúp tim nha. Mã cúp tim 380. Rồi, màu em, ba màu chị em đang bận ha. Màu xanh min, màu này là màu nu và màu đang bực sẽ là màu vàng cho chị em mình. Rồi em qua mẫu nè mấy bạn, mấy bạn đừng hối em. Em mới vừa lên lại cho khách đó. Rồi ok, em qua con trend. Là em nói nè, con trend về hàng màu đen mấy bà không chốt là hết hàng trong một giây nha. Này có mút luôn nha, cái con đen mặc có mút nha. Rồi em qua con trend đen nha. Con trend đen mấy bà phải săn, phải chốt liền. Em nói không là hết hàng trong một giây luôn á. Còn ít lắm luôn. Mùa về hàng luôn á. Bưng bận lại cho ông canh đi bưng. Ừ. Đang mặc có hở lưng ôm nè, nó cái lưng nó sẽ như thế này lưng như vậy. Đó, lưng cánh cong nha, có bút ngực lưng giúp em. Không cần nói chung là đồ bên em lúc nào nó cũng phải có điểm nhấn á mấy chị ơi. Chị em không có mang nhan chàng. Mang nhan chàng nó bị bí thì sao, em không quen bận những cái đồ nó. Kính trước kính sau nó bị bí thì sao mới chế. Ngộ lắm. Cúp tim vàng để anh bắp cho địa chỉ. Dạ em cảm ơn chị Hoa Hồng nhiều nha. Cúp tim nu, trời hôm nay mới chế lớp chốt cúp tim nu nhiều ghê luôn á. Đó là lý do hồng tại sao. Hồng của bên gì đó. Bên tớp tớp. Hồng Minh là bên tớp tớp nha. Trời công nhận thì sự lắm, em một nu là đúng luôn á. Nó quá đẹp mà. Không chốt là hết luôn á trời. 3 size SML cho em vô lại một lần nữa rồi em qua mẫu nha. Vàng
min và con nu nhé. Về min, min và nu giùm em nhé. Rồi tiếp tục chương trình con này cho em. Cái tình yêu nhìn rõ cái form dáng cho em nha. Em không có cần phải tạo dáng luôn. Em không cần phải, em chỉ cần đứng yên thôi là cái tình yêu đó thấy cái form của nó rất là đẹp luôn rồi nè. Eo có chị thấy rõ eo không? Ngực thấy rõ ngực và hông thấy rõ hông cho em luôn. Và đặc biệt nha, cái phần hông của em là cơ địa của em, cái phần hông nó nhỏ. Tại vì cái người của em hình như dạng thuộc dạng mình dây hay sao nên là nó nhỏ như thế này nè, nó không có được hông to như chị Tuyền. Nhưng mà em bận cái con này mới chị thấy rõ ha, là nó rất là tôn cái phần hông của em luôn. Tại vì sao nó nhúng như thế này một bên nè, nó tạo cái độ phồng ở đây nữa mới chớ ơi, nên là thành ra thách dáng cực kỳ luôn, như cái chiếc đồng hồ cát luôn. Con này là 370.000 cho em ha, nó sẽ rút tà xéo một bên như thế này. Nhưng mà các chị em mình có thể hạ rút được cho em nha. Trời ơi, chân dài. Em cao 1m53 thôi đó, nhưng mà bọn con này dành chân hơi bị dài luôn nha mấy chế. Rồi con này là 370.000 cho em vô bảng màu cho chị. Ờ, trên nu hết hả em, còn không em? Trên nu. Rút cho chị một cái đi. Rồi ok con này nha, em vô bảng màu cho chị em mình nè. Màu em đang bật cái thành hình shop giùm em nè. Màu đen, 3 size S, M và L cho em luôn ha. S là em 63, M là em 68 và L là 72 cho em. Rồi, chốt giùm em màu trắng, chỉ còn M giùm em thôi nha. Chỉ còn M. Rồi, màu này là hồng nu giùm em nha chị em mình. Và màu này sẽ là màu đỏ cherry nha. Đỏ cherry là đỏ đậm đó. Em mua ở đây 8 cái mà mới là 4 cái còn tích lũ mà mê lắm. Cảm ơn tình yêu nhiều nha. Rồi, ok, màu này sẽ là màu nu giùm em nè. Đây, cái này chưa rút mà rút lên thôi. À, em có, em nói nè, em có địa chỉ ở store, hình như trên này là em có nhắn được nha. Em có nói được là địa chỉ của em là 13 đường số 2, phường Bình Thuận, quận 7. Chị em ở Sài Gòn có thể qua shop để thử được nha. Bà nào mà cần gấp thì có thể qua shop được giùm em luôn nha. Có mẫu nào kính đáo tí không? Cái mẫu này kính nhất của nhà em rồi đó. Mẫu này cũng kính nè chị yêu, không hỏi gì hết luôn á. Chỉ là đánh cong nhẹ cái lưng thôi nè. Tính là mẫu này còn kính hơn á. Nhưng mà mẫu này nó lại rút chân. Rút chân thì có thể chế là... Chế không thích. Con này kính nè, con này kính nè. Con này nãy chị thấy chưa? Rồi ok, qua tiếp mẫu nha. Em qua tiếp một mẫu twinkle nữa. Nói chung có mẫu nào mới em lên hết để mấy chế có thể coi được nhiều. Với lại mẫu lavender nè mấy chị ạ. Rồi em lên lavender trước đi. Lavender cũng kính. Lavender cũng kính nè. Rồi em lên lavender tiếp tục nha. Coi từ từ giùm em, tại vì rất là nhiều mẫu. Cái line này nhiều mẫu lắm. Cái set Senorita cũng kính nữa. Cái Senorita cũng kính luôn, đâu có hở đâu. Nhiều. Hơi bị nhiều luôn á. Chị em ơi, mua hàng bên này á, chị em nhớ nha, mình chia sẻ cho mình được receipt nha cả nhà yêu ơi. Da ngâm mặt màu nu, có đen da không? Đó giờ chưa mua màu nu. Da ngâm mặt đẹp nha chị. Chị đừng có lấy màu min này thôi. Màu min này chỉ dành cho da từ trung bình trắng trở lên mới đẹp thôi ha. Còn da ngâm thì cứ lấy màu nu hoặc màu đen ok giúp em ha. Và da ngâm á, nếu mà mình không thích mình cũng đừng có mặc màu trắng nha chị nha. Da ngâm mặc màu trắng chưa chắc đẹp đâu. Màu nu mới dễ mặc hơn màu trắng. Màu nu nó là màu dạng như trung bình, nó chị nó tiệp tiệp vào da mình nên là thành ra nó sẽ không có bị kén da nha. Không có bị kén da đâu. Rồi ok, con này là con lavender giùm em nha chị mình. Lavender. Con này là màu đỏ cherry giùm em ha, xinh lắm luôn á. Còn em thích, em cực kỳ thích màu đỏ này luôn nha. Em không thích đỏ đơn thường, em thích cái đỏ cherry nè. Nó đậm đậm một chút và nó nhã hơn, kiểu như tím tím một chút thì phải á chị em. Nó có tím không? Nó hơi hả? Kiểu đỏ đỏ, hồng hồng để cherry á mấy chứ. Nên là em thích cái màu đỏ này lắm, nó cảm nhận cái tông da của mình lên á. Rồi con này là 350.000 cho em nha. 3 size S, M và L luôn chị em ơi. S là em 63, M là em 68 và L là em 72 giùm em luôn nha. Rồi con này sẽ có tổng cộng là 3 màu cho chị em mình là bận yên cái này đi. Cái đó để ấy, cái đó bưng bận á hả, khách thấy được cái form của nó. Mình không có mẫu ren mẫu ren hở lưng trên Shopee à. Có hả ta? Mẫu em đang bận này nha. Rồi, mẫu này em đang bận sẽ có tổng cộng là 3 màu, là màu nu em đang bận nè. Đó là màu nu nè, màu đỏ nè. Màu đỏ nè. Chị đang hỏi mẫu này phải không? Vừa mới có hàng. Hỏi bên sàn S đó. Ủa sao chết mặt bên này ta, em không hiểu luôn ta. Bên này em cũng được free ship mà mấy chế. Đặt trực tiếp bên này không thông qua trung gian giùm em đi mấy chế ơi, nó sẽ nhanh hơn. Đây nè. Rồi con này sẽ là màu nu, màu đen. Và mẫu này mượn sẽ là màu đỏ cherry chị em mình ha. 3 size SML cho em, giá là 350.000. Rồi để em like thêm một mẫu này nữa nha. Em like thêm một mẫu chuyên cồn nữa. Để em like thêm một mẫu chuyên cồn cho chị em mình nữa nha. Rồi thử tiếp con ngu nè. Chị yêu thích cái mẫu này mà muốn tặng cho nó cũng được, để em cập nhật qua cho.
để em chuẩn bị em cập nhật lên cho khách chốt ở trên đó nè. Cập nhật cái mẫu này trên sàn ép cho chị. Dạ, hết hàng á, mới về hàng nên chưa cập nhật. Giờ em mới về hàng rồi, để em cập nhật cho khách tầm thích thôi, cũng qua bển cũng được không sao. Cũng chung mà. Cũng là của em thôi. Rồi qua sprinkle cho chị em mình luôn. Thì mấy bà coi gì mấy cái lưng thôi bị đỉnh luôn á. Nó là kiểu như lưng bê như thế này, nó giống như con VE. Em bạn thích con VE không chết chút thêm con này nha. Nó sẽ là cái form này, nó sẽ không có lộ bụng của các tình yêu nhiều đâu nha. Con này có sẵn mút luôn cho em và nó là sẽ là ngực ngang như thế này. Con này cũng có 3 size ML, chọn mấy này thọ toàn may size 3 size ML chống chế không luôn á. Yêu con thì ướt đi á, con thì ướt đi á. Nhìn nó uyển chuyển đẹp. Tại vì nó dài, đầm lụa phải dài, nó đẹp, nó sang. Rồi con này là 401 cho em nha, em có tổng cộng là 2 màu là đen. Đen và nâu cho em 2 màu 3 size S, có sẵn dịch đúng không? Chưa giao. 3 size S, M và L cho em nhá. Đây, đen. Rồi các tình yêu nhớ nha, khi mà con livestream các em chỉ cần việc chia sẻ. Sốt thông cảm em nha. Có đâu thông cảm, ok em úp lên để em úp cho đặt không sao. Cái gì đâu thông cảm. Em phải cảm ơn chị đã chia sẻ, ok chị Song Ngư nè, ok các tình yêu nha. Chia sẻ thì cần chia sẻ là sẽ được free ship nha. Rồi ok con này cho em là 300, ấy lộn nó nhập 401 cho em nha. Có mút mực luôn ha chị em mình, có mút mực luôn. Màu đen, màu nu, hai màu cho em 3 size SML. Em lên tiếp Senorita nha, hình như 4 giờ chưa like Senorita đúng không? Ủa giờ em chưa like Senorita đúng không chị em mình ơi? 4 giờ em chưa like Senorita trên này đúng không? Em like nha. Ừ đúng rồi, chưa like. Mới up hình với up clip thôi. Là con này cũng 3 size ML. Thiệt sự luôn á. Mẫu rút tên gì là trend nha tình yêu. Đây đây đây. Tình yêu đặt trên này là được free ship ha. Tình yêu đặt trên này là sẽ được free ship nha. Mẫu này là trend cho em nha. Có 3 size đây ML. Là mẫu rút qua được rồi. Chị cứ ghi là mẫu rút giùm em. Chị đã hỏi là mẫu rút tên là gì. À em thấy á, chị chốt như... thì ghi là mẫu rút tà giùm em kèm size kèm màu nha, cho em chưa, chốt như cái tên tiếng Anh nó dễ hơn rồi mình chưa cái ấy á, nhiều khi khách không biết ghi á. Rồi ok em vô tiếp cho chị em mình cái set Senorita 3 size SML nữa nha. Em mấy này là tính ra mua đồ bên em hơi bị dễ luôn ha, tại vì nó có 3 size SML cho chị em lựa chọn luôn. Ok trên M cho sao âm ngư nha. Đó chị em cứ chốt đi. Hồi đó hồi có bé nhân viên á, hoặc là chị em chắc chắn á thì cứ nhắn tin địa chỉ cho em để mà em chốt luôn. Không thì mấy bé nhân viên sẽ inbox cho mấy chị nha. Xin địa chỉ, chắc chắn là cứ cho em địa chỉ luôn, hoặc số điện thoại vô tin nhắn đi nha. Trên đang mở ok tình yêu nha, con trên đó là 370 nha chị em mình. Trời ơi thiệt sự luôn, kiểu như là mình đang mấy giới nào mà kiểu như đang chốt đơn bên phở bò nhà em rồi đó. Xong mới bên Facebook bên này nó được mà đúng không? Bên Facebook xong mới chế nhảy qua đây thêm like vô con like để được free ship, quá tiện. Quá tiện. Rồi Senorita. Rồi con này cho em là 3 size ML nha chị em mình ơi. Rồi để em chỉnh lại cái form nè. Con này mấy chế có thể bận được hai kiểu nha. Một là mình có thể bận form dài cũng được. Cái chân váy này có thể hạ xuống được cho em nha. Bận form dài cũng được. Hoặc là bận form ngắn như em đang bận cũng được ha. Trời ơi đẹp quá mấy bạn. Con này che bụng tuyệt đối nha. Và con này em nói cái tình yêu nào mà cao dưới 1m55 đó, bận lên nhìn sẽ cao lắm. Thì khách qua đây thử em cũng thấy vậy nữa. Có khách 1m5 thôi, 1m5 thôi. Qua đây thử nhìn cái form này bận lên dáng đẹp lắm. Giờ không, tình yêu đặt trên này luôn mới được free ship đó tình yêu ơi. Chương trình free ship là chỉ dành cho trên live thôi nè, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tình yêu phải chia sẻ lúc mà em đang live á, chứ có offline là em cũng không có áp dụng free ship nữa nha. Tính là free ship khi mà mình chốt trên live thôi nha chị em ơi. Rồi ok con này cho em là màu nâu tay nha chị em mình. Màu nâu tay nha, trời ơi xuất sắc luôn, 3 size SM và L cho em luôn ha. Rồi đây quay một vòng đi chị em mình coi. Đây em có cả màu đen nữa nha. À không được rồi, con đó tình yêu, nếu mà đặt con by phone thì nó đang có sẵn size M rồi tình yêu ơi. Nếu mà tình yêu đặt order là không có tính, order là không có tính, tại vì em chỉ tính chốt ở trên live thôi, đâu có tính đặt order mới chết đặt vô đây đâu, không có tính chứ. Còn mẫu dài của đổ không, còn em còn dài của đổ có, chị em muốn lên em lên luôn đi ha. Lên thì khách cần, tại vì dài em cũng có 3 size ML luôn á. Dài dài của đổ có L luôn á chị em, mà L cho mặt cũng đẹp lắm.
Okay. Hình như bên Facebook ít khách L hơn. Khách trên đây là hầu như họ sẽ mua size M nhiều. Vâng đúng rồi. Trời ơi, nhiều màu lắm nha chị em. Nhưng mà số lượng còn ít à. 3 size ML chị em nha. Màu nu thì em còn cái cuối nha, màu đen, màu trắng, màu đỏ, cherry, màu xanh lục bảo. Hai cái màu này là chiếc của Việt Nam không xẻ ha chị em. Một màu đen lụa hỏi lưng đá, ok tình yêu okay, nha chị yêu. Con Kinkle. Rồi ok, con này cho em là 280.000 nha chị em. Coi những cái form thâu tăng đơ lên. Và L cho em luôn. S là L63, M là L68, L là 72 cho em luôn ha. Rồi màu này sẽ là màu hồng nu cho em là size M nè. Màu đen nè, màu trắng nè. Màu này là màu đỏ luôn. Bảo mã khăn cổ thôi chị, khăn cổ đây em còn size M thôi nha. Xong ngư ơi. Đỏ cherry nè. Màu này là màu xanh lục bảo. Màu này là hồng nhạt không xẻ. Và hồng này là hồng sen không xẻ là 290 cho em ha. Hai con này là 290 nè, không xẻ là 290 cho em ha. Rồi màu này mận là nu nha chị em mình là 280.000 3 size S M L. Có xẻ bên hồng chị em. Xúc tắc. Ok, em offline ha. Offline ở đây nha chị em mình. Rồi em vô tivi xong rồi em mốt. Tivi là 270. Nhớ lên mẫu ren hở lưng. Ok, tình yêu ok ok. Rồi, con này là 270 cho em ha. Màu này là xanh lục bảo nè. Cũng là 3 size SM, 2 size SM cho em thôi ha. Xanh lục bảo nè, màu tím, màu đỏ cherry, à đỏ này là đỏ huyết cho em nha. Đỏ cherry nè, màu này là màu nu cho em. Màu nu, màu xanh coban, màu cam. Nu không bóng hả chị em. Rồi ok, 270 ha. Giờ qua nè tình yêu ơi. Rồi ok, em offline ha chị em mình ơi, giờ qua nè. Bye bye mọi người nha. Tại vì live cho này vẫn được free ship, nên là em muốn like cho mọi người á, chỉ cần chia sẻ là sẽ được free ship rồi. Nên em vẫn like cho này, đỡ phải qua trung gian với chế ơi. Chứ mỗi lần mà bên kia hả, em muốn giục đơn giao nè, hay là không được luôn, không giục đơn giao được luôn. Ấy nhiều khi á hả, khách không đến tay khách luôn đó mấy chị. Nên là em muốn cho khách qua này mua để mà em coi được cái hành trình đơn hàng á, mà để mà hối đó. Hàng cho khách không có bị qua trung gian nữa mới chết. Bọn em nha, đã hết ép rồi tình yêu ơi. Rồi ok, cả nhà nhớ là bấm theo dõi coi livestream của em nha. Trên này vẫn được free ship giùm em ha, nhớ lưu ý giùm em điều đó. Rồi em chào mọi người.